Này anh coi ở đâu anh biết tới cửa hàng này? Dạ, coi trên YouTube. Coi lên YouTube xe máy Gia Rỉ đúng không? Dạ. Thì anh cảm nhận của anh thấy là khi mà anh xem đó, anh tới cửa hàng thì anh thấy nó đúng sự thật như vậy không? Dạ. Đó, thấy không? Đó các bạn cứ nhìn đi. Anh coi trên xe máy Gia Rỉ á, thì anh tới anh mua xe, đây là chiếc xe mà anh mua được 28 năm. Thì anh trả góp hay là anh trả nguyên? Dạ, trả góp. Anh trả góp mà, vậy là anh trả bao nhiêu triệu trước? Mua nước. À đây là 28 năm thì anh chỉ trả trước 8 triệu thôi các bạn. 6 triệu anh. 6 triệu thôi. Thì đó, anh chủ nói chung là cũng hỗ trợ cho mọi người hết để tạo điều kiện cho mọi người cũng có xe để đi. Đó. Đó, thì đó. Hỗ trợ hết mình cho anh em để có xe để làm việc cũng như là ấy. Thì xe để đi chủ nhật thứ bảy em muốn đi tiệc, muốn đi xe nào mà sang trọng hơn cứ ghé đây nhá. Tôi sẽ cho mọi người xe để đi tiệc. Anh chủ á, chủ rất là vui tính luôn. Chưa quen biết với nhau thì chưa biết nhà nhau, nhưng mà là nếu như muốn đi cái xe khác một tí, anh chạy cái AB này tới. Yeah. Tôi sẽ đưa một con AB màu khác hoặc một con xe là cao tiền hơn một tí cho anh em đi tiệc, nó vui mà. Yeah. Mình được thay đổi nhiều lần mới thoải mái. Đó. Bây giờ thấy đó anh chủ nói rằng những anh khách rất là ok luôn đó. Đây các bạn cứ xem đi, các bạn tới mua xe thì có khó khăn thì cứ nói với anh Phương. Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy Gia Rỉ. Thì hôm nay chủ nhật thì mình có đến cửa hàng Phương Nam Mô Tô, cũng như là rất là nhiều vị khách mà đến cửa hàng này. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào bên cửa hàng thử gặp cái anh chủ thử tình hình mà như là mọi người mua đến mua xe thì có phản ánh gì không ha. Tại vì mình quay video bình thường là mình coi những cái cửa hàng nào uy tín là mình mới làm, và mình sẽ dựa vào khách hàng, ý kiến của khách hàng phản ánh về cho mình những cái mà không có đúng thì mình sẽ làm việc lại với bên cửa hàng. Thì bây giờ mình sẽ qua mình gặp anh chủ thử như nào ha. Cửa hàng là ở số 51 Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An nha các bạn. Số điện thoại là 0947 357 và 777. Người đông quá các bạn. Thì các bạn xem thì các bạn phải để thực hiện trả góp là các bạn thực hiện các 3 bước. Thứ nhất là các bạn like, share, chia sẻ video trên trang cá nhân mình sẽ kiểm tra, để mà mình khi mà mình làm những cái mà mình kiểm tra thử cho trả góp hay không á, thì mà phải đảm bảo là thứ nhất là chia sẻ video, thứ hai là đăng ký kênh cũng như bấm vào cái chuông, cái thứ ba là mình sẽ các bạn bắt số điện thoại lên liên hệ ha. Ok, mình sẽ lại cho anh chủ. Chào anh. Chào người đẹp trai nhé. À. Anh chờ tí, nhân viên hướng dẫn nha. Đây là quay ấy à, quay hiện à. Dạ. Thì cũng rất là nhiều anh em trên mạng yêu cầu em đi hỏi giá về những cái chiếc Edge Center và cũng như là dòng Winner rồi Rider. Rồi Sonic. Thì em nay muốn gặp anh để coi thử mình thì mình có còn nhiều xe hay không. Cái số lượng mà xe 150 còn khoảng 450 xe thôi, rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì là mấy cái này là mới về thôi mà. Anh em cứ quay từng con và giá cả nhá, mình nói giá nhá. À cái lô ẹt các bạn khá là nhiều luôn, cái lô ẹt là mới về, ngày mới về tối hôm qua, mới đổi tối hôm qua đấy. Đó, mới về tối hôm qua nha các bạn. Mình sẽ lướt sơ qua rồi mình sẽ hỏi giá từng chiếc cũng như là cái dịch vụ mà chăm sóc khách hàng cũng như mua xe ở đây. Đó, thì cũng có rất là nhiều anh chị xem trên mạng và đến mua xe á, mình sẽ lướt sơ cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn đi. Đó các bạn. Nguyên vàng vàng ẹt mới về. Có Winner. À, các bạn thì cũng rất là nhiều các anh chị tới đây xem xe. AB hả? Góp mà trong vòng 2 tháng. Góp trong vòng 2 tháng được.
Tại vì số tiền mình vay quá nhỏ mà, không vay nhiều đâu. Người ta vay 3-40 triệu chứ giờ mình vay có 10 triệu rồi. Đó, đó các bạn. Thì những anh khách này thì đó. 125. Mày đi vào lừa đi. 225 mình trả trước 8 triệu rồi. Trả trước 7-8 triệu thôi. Người này là ở bên Tân Uyên đúng không chị? Triệu ở Tân Uyên tới đúng không? Đấy. Anh chị này là xem từ kênh YouTube Xe Máy Giá Rẻ nha. Đó. Vào lựa xe thôi. Như xe gì cũng có mà, nên các bạn yên tâm, các bạn tới nói chung là các bạn cũng sẽ mua được thôi. Hỗ trợ cửa hàng hỗ trợ hết. Còn mấy anh chị này là ở dưới Sóc Trăng đúng không chị? Đó, ở Sóc Trăng lên. Thì này thì như chị này lên là mua chiếc FZ. Thì xe này đổi luôn nè. Dùng xe cũ này thì thay vì mình không đi nữa thì mình bán lại cho cửa hàng luôn. Cửa hàng sẽ trừ tiền lại bù qua chiếc xe mới mình mới mua. Thu hết nha các bạn. Nên các bạn cứ có xe cũ mà muốn đổi mua lại chiếc xe khác thì các bạn cứ tới là đem xe tới đây. Đó. Rất là nhiều bà chủ luôn. Đó, ta là bà chủ. Bà chủ đang tư vấn cho khách đấy các bạn. Bà chủ rất là trẻ nha các bạn. Chủ 9X quá. Ông này 9X. Chủ 9X nha các bạn. Ừ. Chị chủ cũng rất là dễ thương, anh chủ cửa hàng cũng rất là dễ thương luôn. Đó. Đó, còn mấy anh kia đang xem Rider. Từ từ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn ha. Nhiều bạn hỏi giá xe rồi. Rồi, bên nhà còn khách em. Đi về đi. Rồi các bạn, đây là những gì mà mình muốn cho các bạn xem. Tất cả mọi người mà đều ở trên kênh Xe Máy Giá Rẻ của mình đến xem xe. Thì bây giờ mình sẽ đó, có một anh đang test xe kìa. Khá là đông luôn. Thì bây giờ mình sẽ lại hỏi mấy anh chị này. Mình sẽ tư vấn mọi thứ như nào. Cũng vậy thấy cái mặt. Chị cho ông hỏi là chị ở đâu tới đây bà? Ở Vĩnh Cửu Đồng Nai ha. Dạ. Là chị sao chị biết cửa hàng này? Đăng lên. À, là chị xem trên kênh Xe Máy Giá Rẻ. Dạ. Thì bây giờ chị tới đây chị mua xe gì vậy? Vision hả? Đó là con Vision mà chị vừa chọn đúng không? Dạ. Đó các bạn. Đó thì mọi người xem đi. Thì quý anh chị và các bạn xem thì hiện tại thì rất là nhiều mọi người đến cửa hàng này để mua xe. Đây là cái con xe Vision mà cái chị ở Vĩnh Cửu Đồng Nai mua này. Chọn chứ mày là mua đang test xe. Đó. Đang khá là đẹp luôn các bạn. Chi khá là nhiều. Còn mọi người tới mua thì cũng khá là nhiều luôn. Mình không có phải là lừa dối các bạn. Đây là những dòng xe cửa hàng này rất là nhiều dòng xe luôn, hỗ trợ tận gốc. Cũng là một cái cửa hàng rất là uy tín ha. Mọi người ở các tỉnh xa đều tới đây để mua xe. Thì các bạn cứ mua xe thì các bạn tới 51 này Nguyễn Tri Phương, thị xã Dĩ An. Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An nha các bạn. Đó. Các bạn nhìn đi. Cái số lượng xe và số lượng khách này tới rất là nhiều luôn. Mọi người thì cứ đây. Lý do là nó có như nào, có trả góp hỗ trợ các bạn, hỗ trợ tất cả các gọi là về dòng xe cũng như là trả góp các kiểu, rồi mua xe, bán xe và các loại xe luôn. Còn ngoài ra khách thì ở trong cửa hàng nữa. Dòng xe thì có SH rồi. Gần như là không thiếu một loại gì cả. Xe mà ở ngoài có những dòng nào thì ở trong này đều có hết. Thì tí nữa mình sẽ lướt thêm cho các bạn xem về một số có dòng xe cũng như theo yêu cầu của các bạn. Thì các bạn xem video thì các bạn muốn hỗ trợ dịch vụ này thì các bạn cứ chia sẻ video mạnh trên fanpage cá nhân hoặc là các hội nhóm thì mình sẽ kiểm tra các bạn để mà mình hỗ trợ cái việc góp cao hay thấp á. Là mình sẽ nếu mà video mà được chia sẻ nhiều như ai đó chia sẻ thì mình sẽ kiểm tra, nếu mà chia sẻ nhiều thì mình sẽ hỗ trợ cái mức trả góp cao hơn một tí. Thì các bạn vui lòng xem video ha và làm theo hướng dẫn. Cặp nhà em vào làm gì? Anh mua chiếc này anh.
đó. Mấy anh mà, anh mua chiếc này, chiếc này anh mua bao nhiêu anh? Hả? 28 năm này các bạn, khá là đẹp luôn, mới toàn luôn. Này anh coi đâu anh biết tới cửa hàng này? Coi lên YouTube xe máy giá rẻ đúng không? Thì anh cảm nhận của anh thấy là khi mà anh xem đó, anh tới cửa hàng thì anh thấy nó đúng, có đúng sự thật như vậy không? Đó, thấy không? Đó các bạn cứ nhìn đi. Anh có anh coi trên xe máy giá rẻ thì anh tới anh mua xe, đây là chiếc xe mà anh mua được 28 năm. Thì anh trả góp hay là anh trả nguyên? Anh trả góp, vậy là anh trả bao nhiêu triệu trước? À, đây là 28 năm thì anh chỉ trả trước 8 triệu thôi các bạn. 6 triệu anh. 6 triệu thôi. Thì đó, anh chủ nói chung là cũng hỗ trợ cho mọi người hết để tạo điều kiện cho mọi người cũng có xe để đi. Đó. Đó, thì đó. Hỗ trợ hết mình cho anh em để có xe để làm việc cũng như là đổi xe để đi chủ nhật thứ bảy em muốn đi tiệc, muốn đi xe nào mà sang trọng hơn cứ ghé đây nhá. Tôi sẽ cho mượn cái xe để đi tiệc. Anh chủ á, chủ rất là vui tính luôn. Chưa quen biết với nhau thì chưa biết nhà nhau, nhưng mà là nếu như muốn đi cái xe khác một tí, anh chạy cái AB này tới. Yeah. Tôi sẽ đưa một cái AB màu khác hoặc một cái xe nào cao tiền hơn một tí cho anh em đi tiệc, nó vui mà. Yeah. Mình được thay đổi nhiều lần mới thoải mái. Bây giờ thấy đó anh chủ nói rằng những anh khách rất là ok luôn đó. Đây các bạn cứ xem đây, các bạn tới mua xe thì có khó khăn thì cứ nói với anh Phương. Phương 21 tuổi. Anh lo hết cho anh bao xô luôn. Đó, chiếc xe khá là đẹp. Rồi thì mình quay sơ cho các bạn xem thôi. Đây là những anh khách mà vị khách tới hôm nay khá nhiều luôn. Ở đây coi xe cũng như mua xe.